Thì chào các em, đến với chương trình dạy học trực tuyến môn lịch sử lớp 11. Các em học sinh thân mến, một trong những chủ đề nổi bật của chương trình bộ môn lịch sử đó là chủ đề về chiến tranh. Từ năm 1914 đến năm 1918, nhân loại trên thế giới đã trải qua một cuộc chiến tranh thế giới tàn khốc. Nó lôi cuốn hàng chục quốc gia tham gia vào cuộc chiến này. Nó gây ra những thiệt hại to lớn về người và của. Vậy, nguyên nhân nào đưa đến cuộc chiến này, diễn biến trải qua mấy giai đoạn và kết cục của chiến tranh này ra sao? Tất cả những nội dung trên, thầy và các em sẽ tìm hiểu qua bài số 6, Chiến tranh Thế giới thứ nhất từ năm 1914 đến năm 1918. Tiết 1. Trong nội dung của tiết 1, thầy và các em sẽ cùng tìm hiểu về nguyên nhân gián tiếp và nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu về giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến tranh từ năm 1914 đến năm 1916. Khi nói về nguyên nhân của một cuộc chiến tranh thì có nguyên nhân gián tiếp và nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân gián tiếp của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất đó là sự phát triển không đồng đều của các nước tư bản về kinh tế, chính trị ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Và bên phải màn hình các em đó là lược đồ sự phát triển của các nước tư bản trước chiến tranh thế giới thứ nhất. Vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, một số nước đi vào con đường tư bản chủ nghĩa muộn, nhưng do phát huy được những lợi thế riêng của quốc gia mình, đồng thời tận dụng được những thành tựu của khoa học kỹ thuật nên có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhảy vọt. Điều đó thể hiện qua lược đồ sau. Chúng ta thấy trước năm 1880, Anh có nền kinh tế dẫn đầu thế giới, tiếp theo đó là Pháp, Mỹ và Đức. Tuy nhiên, đến trước chiến tranh thế giới năm 1913, vị trí này đã có sự thay đổi. Nền kinh tế của Anh, Pháp thuộc xuống còn vị trí số 3 và thứ 4, trong khi đó Mỹ và Đức lại vươn lên, đứng ở vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Các nước đế quốc trẻ như là Đức, Mỹ có tốc độ phát triển kinh tế nhanh chóng nhưng lại có quá ít thuộc địa. Ngược lại, các nước đế quốc già như là Anh, Pháp có hệ thống thuộc địa rộng lớn. Điều này đã dẫn đến mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa và đây là nguyên nhân gián tiếp thứ hai. Quan sát trên lược đồ, các em thấy vùng màu tím là vùng nước Pháp và các thuộc địa của Pháp. Pháp có rất nhiều thuộc địa ở châu Phi và ở Đông Dương. Vùng màu vàng đó là Anh và các thuộc địa của Anh. Nói về thuộc địa của Anh thì có một câu nói nổi tiếng rằng mặt trời không bao giờ lặn trên đế quốc Anh. Thuộc địa của Anh trải rộng trên khắp các châu lục trên thế giới. Tuy nhiên, nước Anh và nước Pháp lại có một nền kinh tế tụt hậu xuống vị trí thứ ba và thứ tư. Trong khi đó, Mỹ và Đức có nền kinh tế số 1, số 2 nhưng lại rất ít thuộc địa, đặc biệt là Đức. Đó là màu xanh dương đậm. Chúng ta thấy nước Đức chỉ có một số thuộc địa ít ỏi ở châu Phi. Và đến đầu thế kỷ thứ 20, thế giới đã phân chia xong, không còn chỗ trống nữa. Do đó, diễn ra các cuộc chiến tranh gay gắt giữa các nước đế quốc để phân chia lại thuộc địa trên thế giới. Ngay từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, các cuộc chiến tranh giành thuộc địa đã nổ ra ở nhiều nơi. Vào năm 1894-1895, sau cuộc chiến tranh Trung Nhật, Nhật thôn tính Triều Tiên, Mãn Châu, Đài Loan, Bành Hồ. Đến năm 1898, cuộc chiến tranh Mỹ và Tây Ban Nha nổ ra. Kết quả, Mỹ đã hất cảnh Tây Ban Nha chiếm Philippines, ngoài ra chiếm luôn Cuba.
Đến năm 1899-1902, sau chiến tranh Anh Boer, Anh chiếm vùng đất Nam Phi. Vào năm 1904-1905, sau chiến tranh Nga-Nhật, Nhật giành chiến thắng. Nhật Bản đã gạt Nga để khẳng định quyền thống trị của mình trên bán đảo Triều Tiên, Mãn Châu và Nam đảo Sakhalin. Đây là những cuộc chiến tranh nhỏ, cục bộ, báo hiệu một cuộc đại chiến thế giới sắp diễn ra. Trong cuộc đua giành thuộc địa, đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất vì có tiềm lực về kinh tế và quân sự nhưng lại có ít thuộc địa. Giới cầm quyền Đức đã vạch ra một kế hoạch chiến tranh để xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ châu Âu. Để làm được việc này, Đức cần phải có đồng minh. Do đó, một liên minh Tây Ba đã ra đời gồm có Đức, Áo, Hung. Sau này có Italia, nhưng Italia đã rời khỏi liên minh này. Các em quan sát trên lược đồ và thấy vùng màu cam đó là phe liên minh Đức, Áo, Hung. Để đối phó lại với kế hoạch xâm lược của phe liên minh thì phe hiệp ước ra đời gồm có Anh, Pháp, Nga. Thật ra thì nội bộ của ba quốc gia này cũng có những tranh chấp về thuộc địa nhưng phải nhân nhượng để ký kết các hiệp ước và từ đó phe hiệp ước ra đời. Và trên lược đồ vùng màu xanh nhạt đó là phe hiệp ước gồm có Anh, Pháp và Nga. Như vậy, đến cuối thế kỷ thứ 19, ở châu Âu đã hình thành hai khối quân sự đối đầu nhau. Cả hai khối này đều ôm mộng xâm lược, cướp đoạt lãnh thổ và thuộc địa của nhau, tăng cường chạy đua vũ trang. Và nguyên nhân trực tiếp dẫn đến chiến tranh thế giới thứ nhất đó là sự kiện vào ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử Áo Hung Ferdinand bị một người Serbi ám sát. Giới cầm quyền Đức, Áo chớp lấy cơ hội đó để gây chiến tranh và chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ giữa hai phe. Như vậy các em có thể thấy nguyên nhân gián tiếp quy định tính tất yếu của cuộc chiến tranh, còn nguyên nhân trực tiếp có tác dụng làm cho cuộc chiến tranh nổ ra sớm hay muộn. Chiến tranh thế giới thứ nhất trải qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 1914 đến năm 1916. Lúc đầu có 5 quốc gia ở châu Âu tham gia, sau đó lan rộng ra 38 quốc gia và các thuộc địa. Anh đã huy động 40 vạn người ở Ấn Độ. Tương tự như vậy, Pháp cũng đã huy động 30 vạn người ở Đông Dương để ném vào lò lửa của cuộc chiến tranh. Chiến sự diễn ra ở nhiều nơi như là ở lục địa, ở biển, song chiến trường chính là ở châu Âu. Ngày 28 tháng 7 năm 1914, Áo Hung tuyên chiến với Serbi. Ngày 1 tháng 8 năm 1914, Đức tuyên chiến với Nga. Đến ngày 3 tháng 8 năm 1914, Đức tuyên chiến với Pháp. Và ngày 4 tháng 8 năm 1914, Anh tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới thứ nhất chính thức bùng nổ. Chúng ta cùng tìm hiểu chiến sự diễn ra vào năm 1914. Mở đầu cuộc chiến tranh, quân Đức với tiềm lực to lớn về kinh tế và quân sự dự định đánh bại Pháp một cách chớp nhoáng, sau đó quay sang đánh Nga, tiến tới kết thúc chiến tranh. Chính vì vậy, quân Đức đã tập trung phần lớn binh lực ở mặt trận phía Tây. Và vào đêm ngày 3 tháng 8 năm 1914, quân Đức đã tràn vào Bỉ, sau đó đánh thọc sang Pháp. Các em quan sát trên lược đồ thấy Bỉ là một vùng đệm nằm giữa Đức và Pháp. Sau khi chiếm được Bỉ, quân Đức đã tràn sang Pháp. Và đây là hình ảnh binh lính Đức tiến vào lãnh thổ của nước Pháp. Quân Đức chặn cả đường ra biển, không cho quân Anh sang tiếp viện. Paris bị uy hiếp, quân Pháp có nguy cơ bị tiêu diệt. Giữa lúc đó, ở mặt trận phía đông, quân Nga tấn công vào Đông Phổ, buộc Đức phải điều quân từ mặt trận phía Tây sang mặt trận phía đông để chống lại Nga. Lợi dụng cơ hội đó, quân Pháp phản công, Anh đổ bộ lên châu Âu, Paris được giải nguy. Kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh
của quân Đức thất bại, hai bên chuyển sang giai đoạn cầm cự. Sang năm 1915, Đức, Áo, Hung dồn binh lực sang mặt trận phía đông nhằm tấn công Nga quyết liệt, định đè bẹp quân Nga. Chế độ Nga Hoàng đang khủng hoảng nghiêm trọng, nhưng Đức không đạt được mục đích loại Nga ra khỏi cuộc chiến tranh. Cuối năm 1915, hai bên đều ở thế cầm cự trên một mặt trận dài 1.200 km. Trong năm thứ hai của cuộc chiến tranh, cả hai bên đều đưa ra những phương tiện chiến tranh mới như xe tăng, tàu ngầm, sử dụng máy bay trinh sát để ném bom, thậm chí dùng cả hơi độc. Vì thế, hai bên đều thiệt hại nghiêm trọng, nền kinh tế bị ảnh hưởng. Chiến sự vào năm 1916. Không tiêu diệt được quân Nga, Đức lại chuyển trọng tâm sang mặt trận phía Tây, mở chiến dịch Verdun, hòng tiêu diệt quân chủ lực của Pháp. Chiến sự diễn ra hết sức quyết liệt, kéo dài trong 10 tháng, từ tháng 2 đến tháng 12 năm 1916, làm gần 70 vạn người chết và bị thương. Nhưng kết quả, quân Đức vẫn không hạ nổi được thành Verdun, buộc phải rút lui. Và đây là hình ảnh quân Đức trên mặt trận Verdun. Chiến sự vào năm 1916 không đem lại ưu thế cho bên nào, mà vẫn duy trì thế cầm cự. Từ cuối năm 1916 trở đi, Đức, Áo, Hung từ thế chủ động chuyển sang thế phòng ngự trên cả hai mặt trận, phía Đông và phía Tây. Các em vừa tìm hiểu những sự kiện chính trong giai đoạn thứ nhất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất. Như vậy thì các em có nhận xét gì về giai đoạn 1 này? Chúng ta có thể thấy trong giai đoạn 1 của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, đói rét, bệnh tật, tai họa chiến tranh ngày càng nhiều. Bọn trùm công nghiệp giàu lên nhờ buôn bán vũ khí và phong trào phản chiến trong chiến tranh diễn ra mạnh mẽ. Và đến năm 1916, tình thế cách mạng đã xuất hiện ở nhiều nơi. Như vậy là các em đã tìm hiểu xong tiết thứ nhất của bài Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Trong tiết học này, các em đã tìm hiểu về nguyên nhân của cuộc chiến tranh, trong đó có nguyên nhân gián tiếp và nguyên nhân trực tiếp. Nguyên nhân gián tiếp đó là sự phát triển không đồng đều về kinh tế và vấn đề về thuộc địa. Các nước đế quốc trẻ có quá ít thuộc địa, trong khi các nước đế quốc già thuộc địa lại mênh mông rộng lớn. Nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến tranh đó là sự kiện Thái tử Áo Hung Ferdinand bị ám sát. Nhân cơ hội đó, Áo Hung Đức đã phát động cuộc chiến tranh. Về diễn biến giai đoạn 1 của cuộc chiến tranh, các em đã tìm hiểu tình hình chiến sự diễn ra vào năm 1914, năm 1915 và năm 1916. Trong 3 năm này, thế chủ động thuộc về quân Đức, Áo, Hung đã liên tục mở các cuộc chiến tranh, tuy nhiên đều không giành được ưu thế. Từ năm 1916 trở đi, Đức, Áo, Hung từ thế chủ động chuyển sang thế phòng ngự trên cả hai mặt trận. Để hoàn thành tiết học này, các em điền vào dấu 3 chấm trong bảng ở trên màn hình và hẹn gặp lại các em ở các tiết học sau.